Chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục review cho bạn một uh, dự án sàn uh, DeFi mạng Binance Smart Chain Và hiện tại thì uh, cái sàn này đang uh, cho phép chúng ta farm với một cái mức lợi nhuận lên tới 8 triệu 575 nghìn phần trăm okay. Ở đây thì mình sẽ review cho các bạn một số thông số cơ bản về cái sàn này nhá. Tổng quân lương, tổng cung luân chuyển hiện tại đang là 1415 token này. Tổng token đã đốt là 2519 token này. Tổng token đã khóa là 9552 này. Ok. Thì ở đây thì các bạn sẽ thấy được cái cơ chế của cái thằng này nó giống với sàn đó là sàn cách nha các bạn. Đó là Harvest lock up, nó sẽ khóa cái chương trình uh, Harvest lại và sau 7 ngày thì các bạn mới có thể uh, mở được Harvest ra. Thì uh, câu chuyện là chúng ta đã từng uh, chứng kiến đó là cái sàn uh, cách cho các bạn có thể thấy là cái đồng uh, uh, token của nó đã tăng trưởng rất là kinh khủng trong cái thời gian uh, Harvard lock up và khi mà gỡ ra thì nó đã tụt rất là nhiều nhưng mà cái sàn lava cách thì cũng đã có rất là nhiều người đã kiếm được cái lợi nhuận từ cái sàn đấy nhá đấy bởi vì khi mà khi mà bị xả ấy, sau đấy thì sẽ có một cái đợt hồi lại khá là mạnh đấy ở đây thì mình sẽ review cho các bạn về cái cơ chế pha của thằng này này đấy các bạn có thể thấy là cái cặp này Well BUSD với mức lợi nhuận lên tới 8 triệu phần trăm Well BNB 7 triệu phần trăm BNV và BUSD 1 triệu 900 phần đấy có thể thấy là mức lợi nhuận cực kỳ cao nha các bạn thứ hai là các bạn có thể tham khảo phần farm pool này farm pool tức là farm đơn thì à, WBNB là 2 triệu 500 nghìn phần trăm farm cách là 1 triệu 3 phần trăm BUSD là 500 nghìn phần trăm USDT là 1 triệu phần trăm đấy thì các bạn có thể thấy là những cái mức farm đơn cũng rất là cái cái lợi nhuận cũng rất là cao Ngoài ra thì các bạn có thể mua cái đồng token uh, này, token whale này ấy, whale farm này ấy, Ở trên sàn pancake swap, thì các bạn vào đây Các bạn copy smart contract của nó Sau đấy các bạn quay trở vào sàn pancake swap này Các bạn vào phần uh, trade này Các bạn vào phần exchange thì các bạn sẽ phần chọn phần select a currency đây này select a currency các bạn paste cái uh, phần whale well này đấy thì bạn có thể thấy là các bạn có thể chọn để có thể mua các bạn có thể sử dụng đồng BNB hoặc là BUSD để có thể mua cái đồng này đấy và các bạn xét uh, cái phần slip page này lên cao một chút nhé phải tầm 12 phần trăm thì các bạn có thể mua được nhé thì mua thì các bạn phải chấp nhận được cái rủi ro cũng như là phải có trách nhiệm với cái quyết định của mình nhé vì uh, chúng ta không biết được trước được điều gì những cái sàn này thì thường thường rất là nguy hiểm nhưng ngoài ra thì nó cũng nếu mà nó đạt được khoảng tầm một nửa của thằng lava cách thôi thì chúng ta đã ăn tiền được rất là nhiều rồi Đấy, các bạn có thể thấy này giao diện của sàn này khá ổn và thứ hai là mình uh, các bạn có thể xem cái uh, lịch sử giá của thằng này đây lịch sử giá của thằng view uh, uh, này nhá Đây hiện tại thì nó đang là 80 USD và nó các bạn có thể thấy nó nó dựng một cọc kinh khủng trên này đấy thì cái uh, cái phần uh, liquidity đã bị khóa đấy thì các bạn có thể thấy là liquidity là nó rất là tốt nhé lên tới 71.000 USD thì cũng khá là cao và cũng 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 mình chấm một tầm uh, 8,5 điểm cho cái sàn này đấy hiện tại nó có 80 đô cho một đồng will ok, thì uh, các bạn có thể tham khảo và đưa ra quyết định của mình nhé, các bạn cần phải lưu ý này, những cái dự án mà mang lại những cái lợi nhuận khủng khiếp ấy thì đi kèm với nó là những cái uh, rủi ro rất là cao và các bạn cần phải cân nhắc và có trách nhiệm với cái quyết định của các bạn nhé những cái sàn này kiểu chơi nhiều con dao hai lưỡi luôn ok cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của tiểu sư phụ những cái gì à, thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video mình sẽ giải đáp giúp cho anh em nhé chúc cho anh em kiếm được thật nhiều coi thật nhiều tiền hãy nhớ nhá nhấn đăng ký nhấn like và nhấn quả chuông để luôn được update những video mới nhất đến từ channel của tiểu sư phụ những dự án kiếm tiền online chất lượng nhất còn bây giờ xin thân chào và hẹn gặp lại